chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Corner của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Và ngày hôm nay Ngọc Linh cùng với vị khách đồng hành đó là anh Bernard đến từ đất nước Australia sẽ cùng đến với vùng chè nguyên liệu Tân Cương. Và tại đây thì chúng tôi sẽ đến thăm Tân Cương Xanh, nơi mà đang có những chị, những cô hái chè, những búp chè đinh rất là ngon để làm ra được những sản phẩm trà nước tiếng trên quê hương đệ nhất danh trà. Thái Nguyên là địa phương dẫn đầu cả nước về diện tích và sản lượng chè. Toàn tỉnh hiện có trên 22,2 nghìn hectare, trong đó diện tích chè cho sản phẩm đạt 20,9 nghìn hectare. Sản lượng chè búp tươi đạt trên 260 nghìn tấn và giá trị sản phẩm đạt gần 1.000 tỷ đồng trong năm 2022. Xác định chè là cây trồng chủ lực, Thái Nguyên đã và đang tập trung chuyển đổi cơ cấu giống, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất chế biến chè an toàn, việt gáp, hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và góp phần trong thúc đẩy việc phát triển nông nghiệp bền vững. Hôm nay chúng tôi sẽ trực tiếp đến với Tân Cương Xanh để cùng trải nghiệm quy trình sản xuất một loại trà đặc biệt, đó là trà ướp hoa sen Ngọc Tỉnh Liên. Chào các chị ạ. Các chị ơi, em có thể xuống cùng với khách mời của chương trình Corner của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cùng hái chè mọi người được không ạ? Dạ vâng ạ, mời. Bernard, let go. Yes. Chào em, vậy là mọi người ở đây hái từ lúc mấy giờ? Mọi người ở đây đang hái từ sáng sớm. Cái nguyên liệu chè này là mình hái để dành cho dòng chè ướp hương hay là chỉ là chè mộc thôi? Ngày hôm nay thì hái vườn chè này thì bên nhà máy sẽ tổ chức là ướp sen ý ạ. Bây giờ em có thể hướng dẫn chị và khách mời của chương trình xem là hái như thế nào thì là chuẩn một cái búp chè. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thu hoạch như thế này. Sang Việt Nam và làm việc tại Thái Nguyên được hơn 3 năm, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh Bernard được hái chè với sự hướng dẫn của chị Thùy. Tôi và anh Bernard đã hiểu và có thể hái chè như những cô công nhân đang hái chè ở đây. How many buckets does she pick a day? Một buổi sáng thu hoạch thì chúng ta sẽ thu hoạch được khoảng 50 cái rổ như này. Và 50 cái rổ này mỗi rổ sẽ khoảng 2 cân trà. Yeah, see. 2 kg. Yeah, 2 kg. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ có những trải nghiệm thú vị hơn, đó là chúng ta sẽ di chuyển vào phía bên trong để cùng thực hiện một số những cái quy trình tiếp theo. Chè được thu hái xong thì sẽ được chuyển sang khu vực sơ chế chè. Mình sẽ làm héo, thỉnh thoảng mọi người sẽ rong rong nó lên. Vâng, đúng rồi ạ. Đây là công đoạn chúng ta sẽ là vỏ sao chè tươi. Chuyển sang công đoạn sao chè tươi này, chị Thùy đã hướng dẫn cho chúng tôi cách sao chè. Trong quá trình sao chè, cần phải chú ý đến những yếu tố quan trọng như lửa. Bởi lửa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của chè, do đó mình phải thường xuyên kiểm tra, cũng như cảm nhận độ nóng, mùi vị, đúc kết bằng kinh nghiệm làm chè của mình. Thì nó khoảng 1 phút rồi, bây giờ em sẽ kiểm tra. Như, và cái màu nó cũng khác, đúng rồi ạ. Hơn rồi đấy. Như thế này là đã cho ra được rồi đấy ạ. Ok. Bãi và vỏ tay một chút ạ. Sau công đoạn sao chè tươi, chúng tôi tiếp tục đến với khâu vò chè trên máy chuyên dụng. Vẫn đảm bảo được chất lượng của chè so với phương pháp vò chè thủ công bằng tay. Sử dụng máy vò chè sẽ giúp giảm thời gian lao động của người làm chè và cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Sau khi các công đoạn sao tươi này, vò chè này, mình cho ở đây sao khoảng thời gian bao lâu thì sẽ được chè thành phẩm khô? Cái này nó sẽ cũng không có thời gian cố định, mình sẽ sao chè cho nó khô. Chè này vẫn được gọi là chè mộc. Mình trong quá trình sao là mình sẽ phải thử đúng không? Đúng rồi ạ, mình sẽ kiểm tra thường xuyên. Giòn lắm. Như thế này là mình có thể cho ra được rồi đấy ạ. Đây là phần trà mộc. Trà mộc của chúng ta vẫn hơi nóng. Trà này thì sẽ mang dùng trực tiếp để chúng ta sẽ ướp trà sen Ngọc Tỉnh Liên. Sau khi đã trải nghiệm ở những công đoạn như là sao vò chè, và lúc này thì chắc chắn là anh Bernard đang rất là nóng lòng để được cùng trải nghiệm và cùng thực hiện ướp những bông sen mà trong đó có đầy trà. Để sau một khoảng thời gian thì chúng ta có thể có những ấm trà rất là ngon, đúng không? Thì có thể hướng dẫn anh Bernard cũng như là Ngọc Linh cách ướp
trà vào trong một bông sen như thế này? Đây là trà ướp bông sen tươi. Bông sen mà đẹp nhất, mà tỏa ra được cái nhiều cái hương nhất, nó là trong cái thời kỳ nó chưa nở, nó mới chỉ gọi là mới trúng chín lên thôi. Thì bông sen, những bông sen như này thì nó sẽ rất là thơm, nó thơm hơn. Những tách cái miệng hoa ra. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ xúc khoảng 10 gram trà là sẽ đủ một ấm. Cái loại ướp bông sen sổi này chúng ta để nguyên cả gạo sen đúng ở trong ạ, đúng rồi đúng không? Đúng rồi ạ. Tại vì cái phần thơm nhất của bông sen ấy tạo nên cái hương thơm của sen, nó chính là gạo sen. Hơi nhiều ạ. Hơi nhiều. Vâng. Chúng ta chỉ cần ướp một phần rất là nhỏ thôi thì nó sẽ đúng đủ một ấm khoảng 10 gram. Thì nó sẽ có thể hấp thụ hết được những cái hương thơm trong cái bông sen này. Ngoài chè ướp bông sen sổi này thì công ty của mình còn có loại chè ướp sen nào đặc biệt hơn nữa không? Ngoài cái ướp sen mà sen tươi như thế này ra thì bên công ty Tân Cương Xanh còn có một loại chè sen nó đặc biệt hơn một chút. Nó được ướp từ gạo sen, chè ướp sen Ngọc Bình Liên. Bây giờ thì em sẽ trực tiếp ướp cho chị và vị khách mời cùng xem nhé. Chúng ta sẽ ướp này, rải một lượt chè này và chúng ta sẽ rắc một lượt gạo lên. Đó. Rải chè kín phần gạo, sau đó chúng ta lại rải một lượt gạo kín lượt chè. Ok. Một ngày trải nghiệm thật thú vị đối với chúng tôi. Nhưng giây phút vui nhất lúc này là tôi và anh Penat sẽ được thưởng thức trà ướp hoa sen, một sản phẩm có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, giúp thư thái tinh thần. Và lúc này, chị Thùy đang chuẩn bị pha một ấm chè sen thật ngon để chúng tôi cùng thưởng thức. Different, smooth, smooth, very smooth, not bitter, no bitter. Không biết là sau khi thưởng thức xong một chén trà Ngọc Tình Liên của Tân Hương Xanh thì chị Linh có cảm tình luôn, tỉnh thức luôn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vậy là qua một ngày trải nghiệm tại công ty Tân Cương Xanh, Ngọc Linh và anh Bernard, khách mời của chương trình Thái Nguyên Corner, đã được bạn Thùy đến từ công ty Tân Cương Xanh đưa đi trải nghiệm từ việc hái chè, các quy trình sao vò chè, sản xuất và chế biến. Cuối cùng là chúng ta đã có những thành phẩm chè ướp sen Ngọc Tỉnh Liên như thế này, và hy vọng rằng thời lượng của chương trình hôm nay đã đem đến cho quý vị những trải nghiệm rất tuyệt vời với chương trình Thái Nguyên Corner. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.